thao tác bên YouTube đó. Bình thường lại chưa? Bình thường lại chưa? Lên treo view nào.
Ủa một tim kìa. Hello Robin. Em Bolo chị đây, chị mới kết bạn được nha. Bolo Bolo. Từ mấy đứa ơi, đang bị lắc từ từ mời. Hello chị đi, chị mất các bạn rồi nha. Đang bị lắc mà, từ từ đi thằng sói này á. Không biết ý thức không vậy? Chỉnh cái điện thoại lại.
nào muốn chơi không? Tam ơi, vô lấy vũ khí em làm sao? Trời ơi. Đây nè, có bộ đồ này nè.
lớn người ta cũng được bình tĩnh thôi, chị chịu khó để cho tụi bay cho slot chứ. Gặp người khác mà đéo đâu. Chơi không chơi, chơi không được thì cút nha. Hello, hello Nguyễn. Chẳng sao đi chị mời. Đủ slot rồi sao tung hả tung mời luôn á. Chẳng sao chị mời nha, kêu mi giúp chị nha. Đủ slot rồi lấy gì mời. Hồi lúc mà không có slot á thì anh em không chịu vào. Đến lúc mà có slot rồi thì anh em là cái ca cái sắm sao cho vừa lòng anh em đây. Hàng làm streamer chứ đâu phải hàng làm dâu trong họ đâu. Anh em cũng quá lớn rồi, anh em cũng biết ý thức giùm.
Chỉ có nào chỉ có nạp tiền nào đâu, mấy đứa nó tự nhiên nạp tiền điên à, anh em có bị điên không? Chị chơi có nạp tiền đâu, cái này tiền do mấy đứa đồ này do mấy đứa pha nó tặng mà, có hỏi nạp tiền hoài không có dư giả tiền đâu mà nạp tiền vô game nhá. Ủa mày nếu có rảnh tiền làm ra cực khổ không biết đê sắm mấy cái khác còn đặt tiền trong game, tao đâu có rảnh rảnh tháng đâu vậy, tao có tiêu tiền tụi bay, đồ này là bé Liên tặng cho, tiền đâu mà nạp. Trang phục là người ta tặng đó, không biết thì người ta nói cho mình nghe, được có thể hả, thấy người ta có đồ thì nó người ta nạp tiền như là sai nha, người ta quý mình á thì người ta mới tặng đồ này tặng chứ mua hồi nào, còn 2-3 bộ tặng có thời gian mà không có mặc chi kìa, còn không mặc được chi kìa tàu lâu. Còn 2-3 bộ nữa mà không có mặt được cái kìa. Cái gì vậy? Có ai có đạn không cho xin chứ? Đạn súng trường ơi. Tại vì mấy đứa xem kênh chị á, nó thấy chị không có đồ cho nên nó mới tặng cái bộ, chứ đâu chị đâu có xin đâu. Mấy Liên nè, mấy Liên tặng nè. Đừng có bắn lung tung nữa. Chị đó bây giờ chị chơi game trả rồi mà giờ làm tiền cả. Thà lấy tiền nó tao mua game về cho sướng hơn, trải nghiệm game. Chả bao giờ nạp tới 1 triệu nữa, bây giờ hết đam mê ba cái game này, hết đam mê nạp tiền vô rồi. Hồi xưa cho Alison nó còn nạp chứ bây giờ hết rồi, hết đam mê. Giờ tiền là quý hơn cái vàng nhá, tiền để mua được game in gear về phục vụ cho mọi người, chứ không phải là mình làm ra tiền xong á cái mình họ không có nghĩ đến nha anh em á, bớt cặt thiện giùm cái đi. Đây có sát nhiều lắm. Em không nạp mà người yên đi nạp hả? Nói chung á, ai có tiền thì người ta thích nạp không, người ta nạp rồi. Chứ chị á, chị không có thích. Chị không có thích ra theo kiểu phong trào, thấy người ta nạp cũng cứ nạp theo. Héo. Không thích.
đừng có nạp nạp như ba game này phí. Tại vì chị có fan á, fan chị á, nó quý chị á, cho nên nó mới nạp nó chứ. Nó nạp tạo nạp kim cương vô nó mới tặng á. Chị nói giúp em làm gì xong xíu cho ra xem hòm thư là biết rồi. Chứ chị không nạp cho em, ít ít. Nạp vô làm cái gì? Tiền đó để mua game chơi sướng hơn anh em. Mua mấy con game siêu phẩm trên Steam mới chơi sướng hơn. Có người, anh em đâu? Chị chơi rất là nhiều thể loại game. Anh nhờ hả, đang cần cái hợp đồng nó online lại. Anh em nào á, giúp chị á, treo view được cứ giúp. Chị like nó online chỉ kiếm tiền nha. Ồ nạp lắm mới cũng làm được kia đó, nạp nó vô kim cương mua đồ. Ui chịu đi theo mình. Đã có nguyên một team ở đây mình không kịp trở tay rồi, còn thằng mày sau lưng nữa rồi. Đó 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 đó. Ai? Em nằm ở phần kênh nha. Được. Anh em ơi, nhớ để lại cho mình một polo nha. Ai chơi polo thì polo đi. Polo polo me, thank you. Thank you so much. Phải hai ba cái thính luôn. Ngồi nha. Ấy. Quá luôn. Nhỏ bơ cái đéo gì vậy? What the fuck? Ừ, có sao lót chị mời. Đưa chị cái tên trong game Free Fire đi chị mời. Vừa chơi vừa treo view được không? Mấy bạn ở đây cũng vừa chơi vừa treo view cho chị đấy. Ôi con lồ.
tự một thằng. Ông quả lồn. Dạ còn thằng sói nha, à, ông nội này thôi. Dạ còn thằng sói với ấy hả? Cho chị cái tên á, để chị nhớ. Với ông chị hay quên lắm mấy đứa ạ. À. Rồi anh em nào mới một kênh nha, hello. Anh em treo view giúp mình cho tới cuối buổi livestream nha anh em. Thank you. Treo thì treo luôn, đừng có bỏ đi. Chẳng thấy cái dịch bệnh này đây thôi. Anh em á, hay miệng cớ lắm á. Ôi nóng quá. Có mệt nổi không? Còn hai thằng kìa. Ok Khang. Rồi chị nhớ rồi. Trời ơi, thua rồi. Còn hai thằng nữa sao chơi lại? Ok, mình sẽ phát ba lít tim nha. Yeah.
Ủa sao không thấy ai sờ sờ khe vậy? Có ai đây không anh ông Nguyễn? Không thấy em online. Mày chơi nhiều lắm rồi đó sói. Mày lên treo view đi. Mày chơi nhiều lắm rồi đó.
Còn quái gì phải chơi điện thoại? Em không có trong trận hả? Quái sao kỳ vậy? Chị nhớ chị mời em à. Đã cố tình chị mời em vào không chịu vào, còn làm giá cái gì nữa vậy? Vậy đợi chỗ xe nha. Vừa chơi vừa treo em nha. Nói rồi đó. Em chỉ lát à, chỉ lát cái nào, lát là không nãy giờ không chơi được rồi. Có em bị lát á. Chiều mạng của em xem. Nhiều khi là do mạng nữa. Nếu mà em chơi không được á thì để bữa khác nữa được không? Bây giờ em treo view giúp chị. Để chị có hợp đồng, chị sẽ chơi một game này hoài. Ấy da. Mẹ. Nào nó bắn lấy tao vậy? Ây da! Mày mày không lấy à? Kêu! Mấy cái đứa này! Nó quậy sau lưng kìa! Tao phải cái cứt. Mẹ bố láo bố tét giờ bố lấy bố mày à. Treo view giúp mình nha anh em. Mấy kia Sky đã bolo nha. Treo view nha, treo view giúp mình nha, mình đã cấp tin nha. Có máu không? Ok.
sao? Ừ, lấy lát rồi chị mời cho. Chơi gì vậy? Ok, má rồi rồi. Hello, Saka, bột bay á, bột bay phạt nha. Dưới đây nè, quắc quắc cái gì đây nè. Rồi ok chị đấy rồi. Hello sát thủ nha. Vô bo xong đấy. Thì bố chị đi cứ đi cứ. Kim cương trong Nono Life là gì hả? Kim cương trong Nono Life là nó cũng giống như là một phần anh em donate cho Hằng, nó có đồng Hằng, nó có đồng lực làm tiếp á. Kim cương nó cũng giống như đô nét vậy á. Mấy con mới đúng hả? Mấy con là sao? Trời quay đi. Cẩn thận nha. Cẩn thận địch địch bắn bóp giái mình nè. Còn nha mấy chế. Ở trong đây có người chắc luôn nè, khác chiếc xe kìa. Ok Lương Nguyễn đợi trận sao đi em. Chị đang cắm trận mà. Chứ chi bụi chí. Đấy có người kìa. Nhà mặt tè. Nhà mặt tè. Ây da. Mẹ nó. Nói luôn hả? Nó hết đi đâu.
bay quá. Sợ bị gan cho nên mình nó không có chơi.
buổi livestream này á là Hằng sẽ up qua mấy ngày, từ trừ khi có Gma gửi về thì Hằng mới quay trở lại. Nếu mà không có hợp đồng nữa thì chị thầy Hằng nghĩ làm đâu no like luôn. Hằng nói rồi á, anh em làm sao làm. Kêu treo view giúp á thì cứ đòi xin chơi, xin chơi không được á thì làm giá dẫn chó. Ờ, thấy kêu đẹo xôi tặng quà học sô-cô-la nha. Em kêu nha. Ôi, lần đầu tiên nhận một hộp chocolate luôn á. Là quầy vậy. Ây da, có địch. Thấy chưa, tặng vỡ nha. Bên ở trên đây nè. Trời ơi, cái tim gì đâu mà bực bội quá. Em kêu hẳn hai tao vỡ nha. Ăn càng bắn họng rồi. Trời ơi, con đứa AFK nữa. Em kêu tặng nón nha. À, anh em chơi vậy chán quá. Anh em chơi giải chán quá, thôi đừng có chơi với mình á. Rồi treo view đi. Tôi thấy nô hốp lắm rồi. Mở thằng cu xin này mới đây mỹ gì ta ơi, mình mời không chịu vào ha. Mai em nạp fan hả? Ôi năm mươi xu hả? Thay vì mấy đứa nạp fan sao mấy đứa không lên player duel donate cho chị đi, nạp chị phí lắm. Suy nghĩ kỹ chưa? Nè, anh em thấy không? Lô Nguyễn nè. Đó quanh con gặp Simi. Em con kim cương 2 à. Hello Nguyễn Nguyễn. Hai anh em nào mới vào cho mình hello nha. Mình sao mình nhận được đồ này rồi mà sao lấy không được ta? Anh em biết lý do không? Có nhận rồi. Ồ, quá trời luôn nè. Bao giờ fan chị hả? Ờ. Mai chị không biết có livestream hay không nhưng mà hên xui nha. Để xu nó đi, để xu nó đi, khi nào chị làm lại nó no like á thì mấy đứa hãy mua xu hãy mua kim cương nó no like rồi hả? Ờ, lên view đi, lên view đi anh em ơi, lên view giúp đi, lên view khổ lắm mà. Ờ, sâu hồi sinh Miss you. Không có hợp đồng cũng like hả? Cái này để chị xem xét lại đã. Phải có hợp đồng chị mới like, không có hợp đồng không like, like mệt đó. Nên là anh em phải hiểu, một khi mới có hợp đồng chị mới like cho anh em được. Không có hợp đồng lấy like làm gì? Nó like nó không chịu nhận mình thôi. Phải là like cho nó rồi nó nhận xu. Thà anh em lấy cái đó đó là mua đi mua thẻ
nhắn cho thằng ở bên YouTube quá thì hơn. Ai chửi chị thì đừng có đọc hả? Nó mà chửi ta, tao ban nó luôn á, chửi gì? Nó mà chửi chị ban nó luôn á. Mấy cái đứa này mà mình quá đi. À, anh em ơi cho họ lấy đồ. Mẹ lúc chịu, lúc mời không chịu vào. Còn lúc á mình ở ra nó mời. Nếu hiểu luôn. Donate và đặt bàn player đúng ở á. Đừng có nặng yếu su. Một khi nó không nhận mình á thì mình chỉ còn cách là livestream trên YouTube. Anh em nào gửi cái link YouTube giúp mình nha. Chứ mà một khi nếu mà không ở thẻ game á, nạp thẻ bật thẻ Việt Theo á. Ok Phương Linh Nguyễn. Rồi mời chị đi. Phương Linh Nguyễn tên là gì? Giờ chơi gì treo view nha. Anh em treo wheel nha.
mà không nhận hợp đồng nữa là mình nghỉ chơi với game Free Fire ở nhà. Mình nói là làm đây. Chị có giành top 1 đi chị hả? Trời, chị làm top 1 nhiều lắm rồi đó. Chứ sao chị gánh nổi em? Treo vi giúp mình nha. Giá ra luôn hả? Là sao?
Má đeo có súng lúc gì rẻ vậy? Đó, anh em chơi vậy đó, treo view. Không lo treo view. Chán. Kỳ này mà Hằng mà không có hợp đồng với Nonolai nữa, Hằng xin chính thức nghỉ chơi Nonolai ra. Ok. Anh em nào muốn ủng hộ mình á thì cứ quay YouTube ủng hộ. Mình chán lắm rồi. Bây giờ mình làm chăm chỉ livestream trên YouTube, thế nào cũng có người vô giúp mình ủng hộ donate nè. À. Không có cần. Kêu anh em á, treo queo, không treo. Cứ treo một tí á, cứ bỏ đi chơi game. Anh em chơi vậy á, thì mốt lần sau đừng có chơi chung với mình nữa. Tiện cớ nói đi cái này đi cái kia. Nghĩ nono qua Nemo hả? Nemo còn quá cha hơn nữa. Nemo em làm nhân tuyển hợp đồng nó dễ lắm à. Idol thì còn dễ chứ game không có đâu nha. Mình không phải là hot streamer nên mình không có qua Nemo được. Bây giờ nghĩ mà nono like nghĩ á thì phải qua YouTube. Gán cày YouTube lên có viewer cao thì lúc đó kênh mình mới phát triển được. Anh em nào share link cái link YouTube nhà mình với để cho anh em qua subscribe kênh giúp mình. Sao đây lên YouTube giùm ơi. YouTube của mình nó tên là Hằng Hana. Anh em ghi chữ Hằng sập sập bách ghi Hana là được nha. Steam Craft hả? Ồ game đâu không chơi được. Minecraft game lởm. Nemo không có tiền nữa đâu. Nó toàn tiền à. Idol sexy không à. Idol không à. Nó không tiền game nữa. Nhưng mà thấy idol thấy nhảm nhảm thế nào. Mình thì lại không hợp hợp với idol, mình chỉ hợp cho em thôi. Mình chỉ thích hợp với chơi game thôi. Thấy idol hơi nhảm nhảm. Nó chỉ tiện như hot streamer như anh Đỗ Mỹ Si Văn Mai nhìn tim đều phân nhanh mình thôi. Chứ streamer tự do nhưng mà nó không có tiền đâu. Trừ khi may ra cái kênh của mình thơ gần 1 triệu sub thì nó mới tiện. Rồi không có tiện nữa đâu, dễ quá. Trời ơi, đâu có thằng này ở đây vậy?
cầu nguyện cho Hằng đi. Kỳ này mà nó đô la á, nó gửi mai về nữa là Hằng sẽ làm nó, là Hằng sẽ game stream game verify mỗi ngày 3 tiếng luôn. Làm 3 tiếng mỗi ngày luôn. Anh em treo view giúp mình đi. Mình nói làm được, mình làm được. Chứ mình không bao giờ mình nói xạo. Mỗi ngày mình livestream cái channel online 3 tiếng luôn. Anh em treo view giúp từ hơn 200 đến 300 view là được rồi. Giờ chơi gì treo view nha. Hello Liên. Em đi đâu nãy giờ vậy? Trời ơi, chị đợi em đó. Anh em nhé, giúp treo view đi, khổ lắm. Rồi chị kết bạn em rồi đó, Tuấn ơi. Em online đi, chị mời. Kết bạn rồi. Đây nè. Ừ, gán giúp treo view cho chị đi. Chị mỗi ngày sẽ quay lên stream 3 tiếng chơi cho chán. Gán treo view đi. Anh em online đi, mình mới thấy, mình mới mời được nha. Link online đi em. Link online đi chị mời. Hình như chị bị lắc cái gì phải. Lâu lâu không thấy tên. Đây nè, một bạn Tuấn nè. Rồi chị mời Tuấn rồi đó. Tuấn giờ chơi gì treo view được không? Comment giúp chị với. Mấy đi online chưa? Hello Hải Hoàng. Ok. Bảy Hải Hoàng. Ngọc ca rồng hả? Ok. Anh em giờ chơi gì cho em giúp nha. Mình nói rồi đó. Giờ cứ lo chơi mà là bà tap ra trong online là không được nha. Rồi chị mời Hải Hoàng rồi đó. Liên đâu? Từ từ để chị mời mời một bạn gái từ Đình Liên đã em. Ok, thấy kêu fan cung gặp Simi nha. Thấy kêu. Rồi quay vậy. Sao tự nhiên out ra vậy? Mất slot đáng chịu nha. Kêu em nha, kêu. Kêu càng view cao lên, view cao lên. Nem kêu từ 200 đến 300 view, đừng có bút view ảo là được rồi. Hãy kêu. Mày em hả? Em on chưa? Chị chưa thấy em này mấy Liên ơi. Chưa thấy em on. Chưa thấy em on, chưa thấy em on. Thôi, anh em ra đi, mình mời lại nha. Ok, rồi. Ra đi, mình mời lại, ra đi. Mai mốt em lên level 36 à. Ừ, gác. Treo view cho streamer là tụi em lên liền mà. Ok, rồi, mời rồng. Mời Tuấn. Rồi. Chú. Một tháng nhận được 3.000 xu hả? Ghê hả? Ủa chị treo cho người ta. Chị treo cho người ta, chị đâu có được xu đâu. Nhận 3 cái xu hồi nào? What the fuck? Sao vậy? Sao nhận được vậy? Cứ gán treo view cho streamer là được mà. Nhưng mà khó nha. Hello Scotty Boy. Treo view với chị nha Scotty Boy. Tốn 3 ca su mới được hả? What the fuck. Ồ, thấy mấy đứa mua nặng su thấy tốn quá. Ồ.
xàm nó phải liền. Phải liền cho xàm. Ông biết kỳ này có nhận được hợp đồng không hay nè? Ông được tháng này hay được tháng sau? Tháng 9 á. Là chị nghĩ tới mấy tuần. Còn có cổng trời nữa. Quái. Chị nghĩ khoảng 1-2 tuần gì đó chị mới. Đợi nào tháng mới cắt tiền lại. Tiền lại 2 ngày nữa. Lúc đó là phải nhờ anh em nữa, mệt lắm. Bolo cho mình nha. Cái mình hộ nhận ơn nào bolo này nè. Tháng sau chơi không chị hả? Dạ biết rồi em ơi. Để coi tình hình thế nào đó, anh em có treo được lên 200 view không? Nếu anh em mà không nhờ người ta treo view cho chị á thì lúc đó chị nghĩ. Tại vì chị stream cũng gần 2 tiếng rồi. Stream 2 tiếng là được rồi. Giờ chỉ đợi giấy báo gửi về thôi. Anh em có nghỉ á? Ờ gần 10 giờ rồi. 10 giờ chị còn làm YouTube nữa mấy đứa à, chứ không phải like no like hoài là được. Em nhận no bet được hả? No bet em phải nạp xu nhiều lắm á em mới nhận được á. No bet em phải nhận được xu nhiều lắm á em mới được. Chị chưa chơi với em á, Sky Timber. Ờ tại vì chị không thấy em online nữa, sao chị mời hút tục bắt. Trong vài ngày tới, nếu mà có hợp đồng, Hằng sẽ tiếp tục làm cho Nono Live. Có tiền thì Hằng mới làm, không có tiền thôi, dẹp, nghỉ. Hằng chỉ tập trung qua YouTube. Đầu tháng 9, Hằng sẽ cắt tiền lại. Tại vì mình bị tập một lần rồi. Cái đợt mà họ kỳ Hằng kêu chen, anh em kêu view 2 ngày đó, bị tập hết lần rồi. Bây giờ là làm lại đó. Nay là ngày thứ hai rồi nè. Anh kêu anh em treo wheel hoặc chịu treo wheel cứ chứ suốt ngày cứ đòi chơi hoài à. Giúp streamer kiểu đó cứ ngày chết streamer đó anh em. Đi đâu vậy? Chứ không phải là app để cho
Simmer Light không đâu. Bây giờ làm nó online là chủ yếu, hàng chủ yếu làm nó online là vì tiền. Anh em á, kêu treo wheel, không chịu treo wheel thôi. Kêu treo wheel mỗi ngày 2 tiếng thôi mà cũng làm biến nữa. Thì thôi hàng ở lại nó like làm cái gì nữa, hàng qua YouTube hàng làm, hàng tập trung hàng làm YouTube thôi. Đợi khi nào mà có cái app nào ngon ngon á là hàng sẽ làm. Có cái app nào nhập về Việt Nam á dành cho streamer á là hàng sẽ làm. Vì cuộc sống mà anh em cũng nên thông cảm chứ, không phải streamer người ta làm không cho anh em hoài đâu. Người ta là vậy á, là lấy chút tiền, chứ không phải làm streamer để ấy đâu. Từ YouTube á, hàng nó thiệt luôn á, hàng làm YouTube là hàng làm thì đam mê đó. Hàng canh kênh thì mình YouTube đang phát triển rất là tốt, cho nên làm xuyên á, like á là được rồi. Cứ làm xuyên like là cũng là sẽ có người xem, chứ không phải không có. Đó, bây giờ anh em cho ý kiến này, bây giờ anh em tính sao? Anh em nào mà xem hàng á, livestream á, từ game book mobile á, ở non online á, thì comment số 1. Còn anh em nào xem hàng từ game verify comment số 2. Để coi mình có bao nhiêu anh em á, muốn hàng ở lại non online thì comment đi. Nó thiệt á, hàng chán lắm rồi. Làm livestream nó đúng đây, anh em không chỉ treo queo, cứ tối ngày cái đồ chơi không à. Xin nghỉ nha anh em. Like nãy giờ cũng lâu lắm rồi đó. Còn nếu là anh em nằm chơi thì hồi này đợi mình á, cho đến lúc á ăn quay trở lại nó online. Thế lùi về vậy. Boy. Đó, anh em lựa chọn đi. Anh em có muốn hàng ở lại non online để làm non online không? Hàng làm non online để chủ yếu là kiếm tiền mua game. Mua game bên kia về để phục vụ anh em bên YouTube đấy. Bây giờ anh em có muốn như thế không? Còn không là anh em phải bắt buộc qua YouTube và coi đây. Làm YouTube không có đồng bạc nào đâu, hằng nó thẳng như câu cho nó nhanh, không có một đồng nào đâu, trừ khi anh em donate cho mình, không thôi không có một cắt bạc gì hết đó. Tàu ai làm streamer cứ nghĩ là mình kiếm tiền ra tiền, thật chất là không phải. Anh em muốn từ đi lên con số không bằng nghề streamer không phải dễ đâu nha. Có duyên theo nghề lắm thì mới làm được, không không thôi. Nhưng
đâu. Ai kêu tao làm Facebook Văn Minh á, đéo. No no. Bố mày không có việc tự phát xác đến làm cho mày mà hả? Một ngày làm 3 tiếng. Không cho em nói đâu, sắp tới 10 giờ. Ừ, hết trận này đi chị nghỉ. Hết trận này nữa chị nghỉ yên tâm đi. Ừ, làm YouTube á, 1 tháng á. À, làm được Facebook Văn Minh 1 tháng có 200 tiếng á. Mai Linh đã nói vậy mà. 1 tháng online đủ có 200 tiếng mỗi ngày và tiếng đồng hồ thì mới được công nhận là 1k ở bên Facebook. Anh em nghĩ hả, làm bên Facebook Văn Minh là dễ có tiền hả? Đéo có đâu nha, đừng có mơ. Tất cả phải trang á, mà còn không thèm làm bên Facebook Văn Minh là hiểu rồi. Là vậy chứ streamer á, like 1 tháng 200 tiếng. Thấy ông Đạt với bà Mai Linh á, thay nhau cứ người nào cũng 3 tiếng làm mệt chết mẹ luôn. Còn hả, bữa có lần sao mà ngáo á, ổng á, ổng thi động tượng anh Phan Minh Dũng vào giúp cho, like cho, mà còn không đạt được yêu cầu Facebook Văn Minh. Bóc lột sức lao động phải liền á. Facebook Văn Minh là bóc lột sức lao động của streamer, chứ những streamer cái đéo gì đây. Ai da, ui ôi. Ừ, làm vậy hại sức khỏe lắm, không phải sướng gì đâu.
khi nào mình nhận lại hợp đồng á thì mình sẽ đai lại livestream lại ở Nono đi nha. Cấp cao vậy hả? Ừ. Vậy nha anh em. Chúc anh em ngủ ngon nha. Bye bye. Cảm ơn anh em. Bye bye. Có gì qua YouTube nha.